Đây là tủ lạnh cánh inox do Toàn Phát cung cấp. Có nhãn hiệu là Okinaga thì cũng có những cái ưu điểm vượt trội về làm lạnh, như là sử dụng máy nén, lớp máy nén của Emraco thì là một trong những cái lớp máy nén rất là tốt, được các nhãn hiệu tủ lạnh công nghiệp cao cấp sử dụng, cho nên là có độ bền rất là cao, làm lạnh tốt và làm lạnh nhanh. Với cái công suất cao cũng như là cái nhiệt độ rất là phù hợp cho những cái thực phẩm như là thịt, cá, hải sản hay là những cái thực phẩm mà cần đông lạnh trong nhà bếp thì đều giữ nhiệt độ rất là ổn định, cũng như là quạt gió sẽ giúp cho làm lạnh sâu hơn và nhanh hơn. Đồng thời là những cái cánh inox như thế này rất là bền, nên là sử dụng trong nhà bếp thì nó rất là chắc chắn luôn. Trong của cái tủ lạnh thì đều làm full chất liệu là inox hết luôn, kể cả các khay như thế này thì sẽ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là có cái khay chống xếp tràn đồ để mà đảm bảo là khách hàng sẽ không có xếp tràn quá là chật những cái thực phẩm ở trong tủ lạnh, dẫn đến là cái không khí không được lưu thông và dẫn tới là thực phẩm của chúng ta nó sẽ không được bảo quản tươi ngon lâu. Một ưu điểm khác của tủ lạnh Okinaga đó là rất là tiết kiệm điện năng luôn. Và ở đây thì Okinaga có một cái bảng điều khiển điện tử thì chúng ta dễ dàng điều khiển nhiệt độ của bên trong. Và một tính năng cao cấp của tủ lạnh Okinaga đó là tính năng báo lỗi vận hành. Tức là khi mà lốc máy nén mà bị do một môi trường quá nóng, là quá bụi bặm chẳng hạn, hoặc là nó có một cái sự cố gì dẫn đến mà không tốt cho lốc máy nén thì lốc máy nén sẽ tự ngắt và sẽ báo lỗi, để lúc đó chúng ta sẽ kiểm tra kịp thời phát hiện những cái sự cố trong tủ lạnh để mà giúp cho tủ lạnh chúng ta được bền và lâu hơn.